Xin kính chào quý vị. Như thường lệ, mời quý vị đến với nội dung chính trong chuyên mục phim mới. Thưa quý vị, đang phát sóng trên kênh HTV9 lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ bảy vẫn là bộ phim Việt Nam Đảo Ngọc Tình Yêu. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp tài năng, có những phân đoạn ngoại cảnh tại Phú Quốc đẹp như mơ, và hơn hết, câu chuyện lắt léo trong đó chắc chắn sẽ khiến quý vị luôn muốn chờ đón tập tiếp theo. Ở giai đoạn này thì Minh Vũ đã chấp nhận đóng giả làm đứa cháu bị thất lạc của một gia đình quyền thế. Anh phải đối mặt với nhiều tình huống oái âm, vừa phải học thuộc thân thế giả, gia đình giả, làm đẹp lòng mỗi thành viên, từng bước xóa tan nghi ngờ, vừa phải đối mặt với cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, với tham vọng là cưỡng đoạt tài sản, với sự ghen tuông hãm hại từ Nhạc Huy, người yêu Hoàng Anh. Chính Hoàng Anh cũng đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc kinh doanh, từ gia đình, tình cảm lẫn màn kịch mà cô buộc phải bày ra cùng Minh Vũ. Thế nhưng đó chưa phải là thử thách gian nan nhất. Hoàng Anh bất chợt nhận ra mình phải lòng người anh họ giả. Cô chàng xin nhắc lại, Đảo Ngọc Tình Yêu hiện phát sóng trên HTV9 lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ bảy. Đây, dạ. Ủa gì kỳ vậy? Nãy em rủ anh đâu có chịu đi đâu. Giờ chị em rủ anh đi là sao? Thiên vị đúng không? À, thì phải thiên vị thôi. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả điểm qua một vài phân đoạn trong bộ phim Yêu Trong Lửa Hận do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, đang phát sóng vào lúc 17 giờ trên kênh HTV7 từ thứ 2 đến thứ 6. Cesar là một chàng trai mạnh mẽ, phong trần với đôi mắt quyến rũ và nụ cười thường trực trên môi. Ít ai biết giấu đằng sau đó là một nỗi đau lớn từ bi kịch gia đình. Lúc còn bé thì Cesar đã chứng kiến cái chết thương tâm của cha và ông bà. Thủ phạm là Tasin, một kẻ quyền lực giàu có. Từ đó thì trong lòng Cesar ôm một mối hận khó gọt rửa. Trên hành trình trả thù, Cesar vô tình cứu mạng Suhan. Cả hai phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái ngang thay thì Suhan lại là con gái rượu của Tasin. Từ đây thì những bi kịch mới lại bắt đầu. Sao trước đây anh chưa bao giờ nói với em chuyện này? Vì anh ta chờ thời cơ để hành động. Không có. Anh chỉ đang cố gắng sửa sai lầm của mình thôi. Nhưng anh không quan tâm tới miếng đất hay quyền lực và tiền bạc của cả gì cả. Nếu anh không có ác ý thì anh đã sửa sai lầm đó lúc chúng ta trở thành cổ đông trong cùng một công ty. Xin quý vị đừng quên giờ phát sóng của Yêu Trong Lửa Hận lúc 17 giờ trên kênh HTV7 từ thứ 2 đến thứ 6. Đến đây thì cô Trần đành phải nói lời tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúc quý vị có một cuối tuần thật là hạnh phúc.